Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu. Tập 50. Chương 491. Lưu Hàn Thu không nói gì nữa. Mỗi lần Lão Yên đuổi ông ta quay về, ông ta sẽ dằn lại tất cả những cảm xúc, làm người khác không nhìn ra được rốt cuộc ông ta đang suy nghĩ cái gì. Tôi rất để ý ông ta, bởi vì biểu hiện trên cả đoạn đường đi này của ông ta thật sự không giống như một người cấp trên có lòng dạ độc ác, nhìn qua có vẻ càng giống một lãnh đạo không có đầu óc hơn, toàn dựa vào Trường Không thỉnh thoảng nhắc nhở. Ông ta mới có thể kiềm chế lại được cảm xúc, nếu không sẽ giống như là một quả pháo có chất lượng kém, động vào một cái làn nổ. Sắc trời đã tối rồi, tối nay thật sự sẽ không tìm được nơi qua đêm. Đi tiếp về phía trước xem, tóm lại phải tìm được một nơi trống trải một chút. Cũng không phải là Lão Yên đang cố ý dọa Lưu Hàn Thu. Trong rừng rậm thế này hạ trại ngoài trời mới là tình huống bình thường. Nếu như mỗi ngày đều có thể tìm được hoặc gặp được miếu thờ giống như là tối qua thì mới là chuyện lạ. Chúng tôi nghỉ ngơi một lát, ăn chút đồ ăn, đợi nhiệt độ cơ thể khôi phục lại một chút, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ là hơn 3 giờ chiều, muộn nhất chúng tôi phải tìm được nơi nghỉ ngơi trước 5 giờ. Bởi vì bây giờ ít nhiều gì vẫn còn có thể nhìn thấy đường đi, đợi sau 5 giờ, trong rừng sẽ là một màu đen kịt, đến lúc đó sẽ chẳng nhìn thấy gì. Dựa vào chút ánh sáng của đèn pin đi đường trong đêm tối như vậy, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Mỗi người đều vác một cái túi rất to, đi ở trong nền tuyết trong rừng, không qua bao lâu đã truyền tới tiếng thở dốc, tâm trạng của mọi người càng nặng nề hơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng chúng tôi đã tới một mảnh đất trống trải. Nói là trống trải, cũng chỉ là nơi này ít hơn 2 cái cây so với những nơi khác mà thôi. Ở giữa trống ra một bãi đất khoảng 3-4 mét vuông tạo điều kiện cho chúng tôi trải được túi ngủ. Tôi và Nha Tử tay chân nhanh nhẹn chất củi đốt lửa, rồi ngồi bên cạnh đống lửa nướng lương khô. Khi cho vào miệng cuối cùng chúng tôi cũng cảm thấy có thêm một chút mùi vị. Mấy người Lưu Hàn Thu cũng bắt trước đốt một đống lửa khác, sau đó lấy hộp thịt bỏ ra. Bọn họ vừa mới mở ra, mùi hương đó đã bay qua, làm chúng tôi không kìm lòng được mà nuốt một ngụm nước miếng. Lão Yên và Côn Bố còn ổn. Dù sao tôi và Nha Tử đều là thanh niên khoảng 20 tuổi, đang là lúc có khẩu vị tốt nhất. Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, cái khác thì không nói. Chỉ vấn đề ăn uống thôi đã làm chúng tôi vô cùng đau đầu. Đồ trong ba lô đều có hạn, chẳng ai ngốc tới mức để thức ăn chiếm quá nhiều không gian cả. Vì vậy mỗi lần thứ chúng tôi mang theo nhiều nhất chính là lương khô. Ăn vào thì đảm bảo sẽ no ngay, nhưng mà chẳng có chút mùi vị nào. Thỉnh thoảng bắt được một con gà rừng, thỏ rừng gì đó cũng có thể làm chúng tôi vui vẻ cả nửa ngày. Không ngờ tới mấy người 303 lại có thể tốn công sức như vậy. Cho dù mang nặng đi đường đã là vô cùng khó khăn với bọn họ, nhưng bọn họ cũng không quên mang theo đồ hộp vừa vô cùng chiếm không gian lại vô cùng nặng này. Có chút tiền đồ đi. Lão Yên nhỏ giọng trách mắng một câu, nói đợi về Yến Kinh rồi, cho chúng tôi tới chỗ Lão Trương ăn đủ. Đừng ở đây làm mất mặt nữa. Tôi cười hì hì 2 tiếng, nuốt nước miếng cũng chỉ là phản xạ theo bản năng. Tôi còn có thể vì chút đồ đó mà đi tới chỗ Lưu Hàn Thu làm mất mặt sao? Nhưng chúng tôi bên này còn chưa nói gì, Khoái Đao bên kia đã ôm mấy hộp thịt bò đi tới. Anh ta thả đồ xuống dưới đất rồi nói, chủ nhiệm của chúng tôi mời các cậu ăn. Thái độ của anh ta nhìn có vẻ cũng rất bình thường, không có ý chế nhạo. Tôi quay đầu nhìn về phía Lưu Hàn Thu. Ông ta đã ăn ngấu nghiến xong một lon đồ hộp, xem ra đồ hộp cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà ông ta có thể tốt bụng như vậy sao? Lão Yên lại lạch cạch mở một lon đồ hộp ra rồi bắt đầu ăn. Dáng vẻ đó giống như người vừa rồi bảo chúng tôi đừng làm mất mặt không phải là ông ấy vậy. Tôi không khỏi có hơi khinh bỉ ông ấy. Có lẽ ông ấy cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi. Thế là lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay đổ hết thịt trong hộp vào trong miệng. Sau đó lau miệng nói. Nhìn tôi làm gì, liếm mặt đi xin mới gọi là mất hết mặt mũi. Những thứ này đều là tự đưa tới cho ông đây. Không ăn thì cậu chính là tên ngốc. Lý lẽ không chính đáng của ai cũng không nhiều bằng ông. Tôi cạn lời nói. Sau đó cũng bất chấp tất cả trực tiếp mở một lon đồ hộp ra. Bởi vì tôi phát hiện trừ tôi ra,
Những người khác đều không biết xấu hổ tự cầm đồ hộp lên để ăn rồi. Nếu như tôi không động nữa có lẽ sẽ không còn phần của tôi. Ăn no uống đủ, hiếm khi mấy người Lưu Hàn Thu yên tĩnh. Bọn họ vây quanh đống lửa chui vào trong túi ngủ đi ngủ, chẳng có chút ý gây sự nào cả. Không biết có phải Lão Yên đã bị gây sự quen rồi hay không, còn cố ý đi lên mắng hai câu. Nhưng rất rõ ràng là Lưu Hàn Thu không hề muốn để ý tới ông ấy, chỉ co đầu vào trong túi ngủ, ngủ càng sâu hơn. Chương 492. Mệt chết rồi, Lão Yên trải túi ngủ ra, vừa chui vào trong vừa nói. Dáng vẻ đó của ông ấy không phải là đang quan tâm Lưu Hàn Thu, mà là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, giống như là Lưu Hàn Thu mệt chết là một chuyện vô cùng vui vẻ. Cô Thu vô cùng không hài lòng nói, cũng không biết đang yên đang lành tại sao cô Tứ lại bảo chúng ta dẫn theo đám người kéo chân sau này nữa. Không phải là nói để giúp chúng ta giải quyết hậu quả hà. Nha tử ở bên cạnh chêm vào một câu. Tôi hừ một tiếng, anh thấy chúng ta có bao nhiêu hậu quả để bọn họ giải quyết chứ? Nếu như thật sự phải giải quyết hậu quả, vậy phải ở lại trong khách sạn nhỏ đó mới đúng. Cho đến khi đi vào núi Cửu Hoa tôi mới nhận ra cái gọi là giải quyết hậu quả mà cô Tứ nói chỉ là mượn cớ mà thôi. Khi ở Yến Kinh nghe có vẻ giống như là chuyện rất quan trọng, nhưng đợi vào trong núi rồi tôi mới biết đây đơn thuần chỉ là lời vớ vẩn. Chúng tôi cũng không phải là kẻ lỗ mãng, nếu không muốn làm mọi người đều biết thì chỉ cần xử lý một cách thích đáng. Chuyện 303 cần phải làm thật sự là không nhiều, nhưng quyết định của cô Tứ, chúng tôi cũng chỉ có thể thảo luận hai câu như vậy, không ai dám nghi ngờ. Lão Yên, cô Tứ đâu rồi? Nha tử vô cùng không tinh tế hỏi một câu. Lão Yên liếc anh ta một cái, không nói cái gì cả, chui vào trong túi ngủ rồi nhắm mắt lại. Dáng vẻ đó rõ ràng là dáng vẻ các cậu có chuyện gì cũng đừng tới hỏi tôi. Dường như bây giờ nha tử mới phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Tôi vỗ bả vai anh ta, nhỏ giọng nói, sẽ không có chuyện gì đâu, anh cho rằng cô Tứ là chúng ta chắc. Mặc dù nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng tôi cũng không quá tự tin. Tôi từng thấy sự lợi hại của cô Tứ, nhưng dù sao thì anh ấy cũng chỉ có một mình, có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thân thể máu thịt. Tình huống khi đó rất kỳ lạ, không ai dám chắc chắn anh ấy nhất định không sao cả. Nhưng mà tôi cũng không biểu hiện nỗi lo lắng của mình lên trên mặt, nên nhìn có vẻ vô cùng tự tin, cũng làm tâm trạng của nha tử ổn định trở lại. Anh ta vô tư quấn túi ngủ ngáp một cái, không qua bao lâu đã ngủ rồi. Ngược lại là tôi lại bị lời anh ta nói quấy nhiễu, cứ cảm thấy như sắp xảy ra chuyện gì lớn vậy. Ngủ đi. Cô Thu không biết đã tới bên cạnh tôi từ lúc nào đột nhiên nói một câu, dọa cho tôi nhảy dựng lên. Cô ấy buồn cười lắc đầu, chỉ nha tử trên mặt đất rồi lại chỉ tôi. Tôi hiểu cô ấy đang nói tôi an ủi được người khác, kết quả mình lại ngồi đây không ngủ được, ít nhiều gì cũng có hơi buồn cười. Tôi bất lực cào đầu, nhân tiện nằm xuống. Chị Thu, chị có cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ không? Cậu đừng nghĩ nhiều, có nhiệm vụ nào của chúng ta mà không có chỗ kỳ lạ đâu chứ. Có là rất bình thường, không có thì cậu mới cần lo lắng. Cô Thu hơ tay bên đống lửa để sưởi ấm, thờ ơ nói. Tôi nghĩ thấy cũng đúng, nếu như trên đường không xảy ra chút khó khăn, chút tai nạn, đợi tìm được điểm đích rồi có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi nghĩ như vậy thì cũng cảm thấy thoải mái hơn, sau đó bò vào trong túi ngủ lăn tới bên cạnh đống lửa, rồi cứ vậy ngủ luôn. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, tôi chỉ cảm thấy trên mặt hơi lạnh lạnh. Cảm giác giống như có người đang cầm vũ khí lạnh như băng quơ loạn trên mặt tôi, dọa cho tôi giật mình tỉnh lại. Nhưng mà tôi không dám mở mắt ra, bởi vì tôi còn chưa biết đối phương muốn làm cái gì, hoặc là nói đối phương là ai. Tôi biết cậu đã tỉnh rồi, đi theo tôi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trên đầu tôi, làm đầu óc tôi cảm thấy hỗn loạn. Tôi vội vàng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cô Tứ. Mà thứ cô ấy đang cầm trên tay không phải là dao găm hay là vũ khí gì như trong tưởng tượng của tôi, mà là bốn ngón tay, còn sắc bén hơn cả dao găm của cô Tứ. Anh ấy thấy tôi đã tỉnh thì thu tay lại, lặng yên không một tiếng động đi về phía bụi cây bên cạnh. Tôi không biết tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây, cũng không biết tại sao anh ấy chỉ tìm một mình tôi. Nhưng chuyện này không hề gây trở ngại việc tôi tay chân lanh lẹ chui ra khỏi túi ngủ. Tôi đứng dậy quấn áo khoác quân đội lên người rồi đi theo sau anh ấy. Anh ấy cũng không đi cách đống lửa bao xa, chỉ cách khoảng chừng mấy người Lão Yên tỉnh lại sẽ không lập tức nhìn thấy chúng tôi,
nhưng nhìn kỹ càng cũng có thể phát hiện được vị trí. Đây là vị trí làm tâm lý của người ta cảm thấy vô cùng an tâm, ít nhất khiến tôi thở phào nhẹ nhõm với sắp xếp như này của cô Tứ. Gặp phải quá nhiều chuyện, người xuất hiện nửa đêm như thế này, cho dù là ai tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Ai biết được anh ấy có phải là cô Tứ thật không hay chỉ là giả chứ? Tóm lại anh ấy làm như này khiến tôi cảm thấy rất an toàn. Hiện tại tình hình như thế nào? Cô Tứ mở miệng hỏi. Tôi lắc đầu nói không có chuyện gì cả, cũng không phát hiện ra manh mối có giá trị nào. Mặc dù nhìn Lão Yên có vẻ đã dự liệu từ trước, nhưng thật ra chúng tôi vẫn đang đi loạn trong sự mơ hồ. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 493. Cô Tứ gật nhẹ đầu, nói với tôi tình hình không có gì ngoài ý muốn, nhưng dường như anh ấy vẫn chưa nghĩ xong sẽ nói gì nữa, vì vậy cứ thế đứng yên lặng ở chỗ đó. Tôi cũng không chủ động mở miệng, mà nhân cơ hội này đánh giá anh ấy từ trên xuống dưới một lượt. Mặc dù nhìn có vẻ anh ấy vẫn giống như trích tiên như trước, quần áo màu trắng cũng không nhiễm một hạt bụi, nhưng tôi lại tinh mắt phát hiện ra, chỗ cổ áo gần cổ của anh ấy có một vết thương không sâu, bởi vì đang là trời tối, vì vậy tầm nhìn không được tốt, vết thương đó gần như là đi dọc theo mép cổ áo, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Cổ Tứ đã bị thương. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi, làm tôi không khỏi cảm thấy kinh ngạc, sao có thể chứ? Ai có thể làm cô Tứ bị thương được? Chắc là cô Tứ đã nhận ra được ánh mắt của tôi. Khóe miệng anh ấy hơi mím lại, rồi nở một nụ cười nhẹ, vết thương nhỏ. Đương nhiên tôi biết đây chỉ là vết thương nhỏ, nhưng trọng điểm không phải là vết thương có nhỏ hay không, mà là rốt cuộc ai đã làm anh ấy bị thương. Rõ ràng cô Tứ đã cảm nhận được nghi ngờ của tôi, nhưng anh ấy cũng không giải thích, chỉ làm ra một động tác khiến tôi nghẹn họng nhìn chân chối. Anh ấy đưa tay vào trong ngực, móc ra một viên kẹo sữa thỏ trắng, bóc viên kẹo rồi cho vào miệng bắt đầu nhai ngay trước mặt tôi. Ngài còn mang theo kẹo à? Đầu lưỡi của tôi như xoắn vào nhau, thật sự khó mà tưởng tượng được anh ấy lại mang theo một túi kẹo sữa ở bên người. Anh ấy ừ nhẹ một tiếng, sau đó hỏi tôi có muốn ăn một viên không? Vốn tôi muốn đưa tay ra, không nói tới việc tôi có thích ăn kẹo hay không. Chỉ nói ngày lạnh như thế này có thể ăn chút đồ ngọt làm mình ấm áp hơn một chút cũng đã rất tốt. Nhưng tay tôi còn chưa duỗi ra tôi đã cảm thấy tư thế của cô Tứ hơi kỳ lạ. Mặc dù anh ấy hỏi tôi có muốn ăn không, nhưng tay lại không hề duỗi ra, thậm chí dáng vẻ còn hơi phòng bị. Trong lòng tôi bất lực cười một tiếng, hóa ra cô Tứ cũng chỉ đang khách khí với tôi mà thôi. Không cần đâu, tôi lập tức lắc đầu. Rõ ràng cô Tứ đã thở phào một hơi. Mặc dù động tác của anh ấy có biên độ không lớn, nhưng so sánh với sự thản nhiên trong ngày thường của anh ấy, vẻ mặt này thật sự làm người ta cảm thấy rất kinh ngạc, làm cho tôi dở khóc dở cười. Cô Tứ, ngài tìm tôi là có chuyện gì sao? Tôi quyết định phá vỡ sự yên lặng, thế là chủ động hỏi. Cô Tứ nhìn tôi một cái, ánh mắt đó phảng phất như đang nhìn kỹ cái gì đó. Một lúc lâu sau anh ấy mới hỏi tôi có hối hận khi gia nhập vào 701 không? Sao ngài lại nghĩ tới việc hỏi tôi vấn đề này? Đầu óc tôi thật sự không xoay kịp, nửa đêm không một tiếng động gọi tôi tỉnh lại, chính là để hỏi tôi một vấn đề không đáng tin như thế này sao? Cô Tứ nhìn tôi không rời mắt, không trả lời lại câu hỏi của tôi, chỉ giục tôi cho anh ấy một đáp án. Tôi cười lắc đầu, sao có thể hối hận chứ? Không nói tới lấy sứ mệnh của mình, bảo vệ bảo vật quốc gia là chí hướng có bao nhiêu cao cả, chỉ nói sau khi tiến vào 701. Tôi đã kết bạn được với mấy người Lão Yên cũng đủ làm tôi không hối hận rồi. Phải biết rằng ngày trước trừ đội trưởng Trần ra, tôi chỉ là một người cô độc. Trong quân đội mặc dù cũng có một nhóm anh em, nhưng bởi vì thời gian tôi ở đó ngắn, còn chưa trải qua nhiều chuyện với bọn họ, nên đương nhiên không thể giống như bây giờ. Cô Tứ hài lòng gật đầu, tiếp theo có thể tôi sẽ không hiện thân. Trường An, cậu phải chú ý người của 303. Hả? Lần này tôi thật sự sững sờ. Dường như đầu của tôi đã bị đông lạnh tới ngốc luôn rồi, hoàn toàn không kịp phản ứng anh ấy đã nói cái gì. Cái gì gọi là chú ý người của 303, những người này không phải là do anh ấy gọi tới sao, tại sao lại bảo tôi chú ý bọn họ? Cô Tứ bình tĩnh nói, cậu không cần nghĩ nhiều, lần này dẫn theo 303 đi tìm phù đồ 9 tầng, đương nhiên là do bọn họ có tác dụng,
Chẳng qua tôi không ngờ tới bây giờ Lưu Hàn Thu càng ngày càng không tiến bộ, thủ đoạn vụng về nhưng cũng làm người ta đau đầu. Tóm lại cậu chú ý một chút. Còn có, kim thân của Địa Tạng chôn dưới mộ, phù đồ 9 tầng 9 kiếp tai. Cậu nhớ kỹ, nếu như tôi không trở lại, cho dù có tìm được phù đồ 9 tầng, các cậu cũng không được đi vào. Ngài muốn đi đâu? Tôi vội vàng hỏi. Cô Tứ nhìn nơi chúng tôi nghỉ ngơi một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà thu hồi tầm mắt lại, chỉ bình tĩnh nói anh ấy có chuyện phải làm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hai ngày sẽ có thể trở về. Tôi còn muốn hỏi tiếp nữa, nhưng cô Tứ đã lắc đầu tỏ ý tôi đừng hỏi gì nữa. Sau đó lại dặn dò tôi nhất định phải nhớ kỹ lời của anh ấy. Sau đó thì lùi về phía sau mấy bước, đi vào rừng cây tối om rồi cứ vậy mà biến mất. Anh ấy đi rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm tôi không còn buồn ngủ nữa. Tôi sững sờ đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi đã sắp lạnh thành khối băng thì mới trà mạnh lên gương mặt đã kết mảnh băng của mình, rồi từ từ về lại bên cạnh đống lửa. Chương 494. Đi làm gì vậy? Tôi còn chưa nằm xuống, giọng nói của nha tử đã vang lên, tôi bất ngờ bị dọa suýt nữa bay mất hai hồn. Tôi tức giận đánh lên đầu anh ta một cái, ông đây đi xả nước mà anh cũng quản à? Có biết người dọa người sẽ dọa chết người không hà? Xả nước. Nha tử quan sát tôi một chút, nghi ngờ nói, cậu thế này là vòi nước bị tắc à? Sao cả người toàn là mùi băng tuyết thế? Cút đi, ngủ. Tôi giả bộ tức giận gõ đầu anh ta một cái, sau đó nằm xuống ngủ luôn. Mặc dù cô Tứ không nói là tôi không được nói cho người khác về sự xuất hiện của anh ấy, nhưng nửa đêm tránh né mọi người để tìm tôi thì nhất định là có ý như vậy. Vì vậy tôi cũng chỉ đành lấy cớ để cho qua. Đồng thời trong lòng không khỏi vui mừng. Nếu là Lão Yên, nhất định tôi sẽ không thể giấu được. Quả nhiên, nha tử cũng không truy cứu nữa. Lẩm bẩm một câu sao thằng nhóc nhà cậu bạo lực thế. Sau đó cũng trực tiếp đi ngủ. Nửa đêm về sau tôi gần như không ngủ được. Có một cuộc nói chuyện với cô Tứ như vậy tôi có thể ngủ được mới là lạ. Tôi lập tức hận tới ngứa răng. Những cao nhân này có gì đều không nói rõ ràng ra. Giống như treo trái tim của người khác lên cao thì bọn họ mới thoải mái vậy, lại không hề lo lắng người khác có bị bọn họ giày vò hay không. Lời như này tôi không dám nói ở trước mặt cô Tứ, một lúc lâu sau cũng chỉ có thể yên lặng nghiến răng suy nghĩ lời cô Tứ nói. Những cái khác tôi không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ có câu kim thân của Địa Tạng chôn dưới mộ, phù đồ 9 tầng 9 kiếp tai làm tôi để ở trong lòng. Xem từ ý nghĩa trên mặt chữ, giống như là nói đi vào phù đồ 9 tầng phải có 9 cái mạng, nhưng tôi biết nếu cô Tứ đã nói ra những lời này dưới tình huống như thế này, đương nhiên là sẽ không đơn giản như vậy. Vậy rốt cuộc câu nói đó đại biểu cho ý nghĩa gì? Tôi tách từng chữ một trong câu nói này ra phân tích, một lúc lâu sau cũng không thể làm rõ rốt cuộc trong đó bao hàm tầng ý nghĩ sâu xa gì. Thứ nhất là bởi vì đầu óc tôi đã sắp thành mớ bòng bong. Thứ hai là... đương nhiên là bởi vì hiểu biết của tôi về phù đồ 9 tầng có giới hạn. Trừ những điển tích mà Lão Yên kể ra, có thể nói là tôi không biết một chữ nào về phù đồ 9 tầng cả. Thôi vậy, tôi như giận dỗi kéo túi ngủ qua đầu, không định tiếp tục khổ cực suy nghĩ nữa. Cứ lan qua lộn lại, nhiều lần như vậy một lúc lâu, trời đã tờ mờ sáng. Tôi vừa muốn chợp mắt một lát, bên 303 đã truyền tới tiếng hô to gọi nhỏ của khoái đao. Tôi mất kiên nhẫn chui ra khỏi túi ngủ, mới sáng sớm gào. Tiếng quát được một nửa của tôi bị kẹt lại trong cổ họng, lên không được xuống cũng không xong làm người ta rất là khó chịu. Nhưng làm người ta càng khó chịu hơn chính là cảnh tượng ở trước mặt. Đống lửa cháy cả một đêm đã bị tắt, khoảng tuyết này đã bị lửa cháy nhiệt độ cao hòa tan, lộ ra hình dạng thật sự bên dưới lớp tuyết, mà hình dạng thật sự này làm người ta hơi khó tiếp nhận. Có một cái đầu lâu bị chôn hơn phân nửa trong bùn đất. Mặc dù tôi nhìn mấy người của 303 không thuận mắt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu như tôi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy thứ đồ như này đang nhìn chăm chăm vào mình, tôi cũng sẽ không tốt hơn khoái đao. Một trận tiếng hét này của khoái đao đã gọi tỉnh tất cả mọi người. Sau khi tất cả mọi người tỉnh lại, phản ứng đầu tiên đều là cất tiếng mắng giống như tôi, bao gồm cả người ở bên 303. Có thể thấy rõ đánh thức mộng đẹp của người khác đáng ghét như thế nào. Nhưng mắng được một nửa bọn họ cũng bị nghẹn lại ở trong miệng, một lúc lâu sau cũng không thốt ra được lời nào. Không phải chỉ là một cái đầu lâu thôi sao? Không có kiến thức. Cuối cùng, nha tử ngáp một cái, chẳng đặt chuyện này ở trong lòng,
xua tay nói, tôi nói chứ mấy người đủ rồi đấy, chỉ vì cái thứ này mà ồn ào giấc ngủ của người ta, còn muốn cho người khác sống không hả? Tôi nghi ngờ nhìn Nha Tử một cái, trước đây không phải gan của anh chàng thối này còn nhỏ hơn cả chuột à? Vừa rồi tôi còn nghĩ nếu như Nha Tử tỉnh dậy nhìn thấy thứ này, có lẽ sẽ còn hét long trời lở đất hơn cả khoái đạo. Bây giờ sao vừa đảo mắt một cái anh ta đã biến thành dáng vẻ to gan như thế này rồi. Sau đó tôi phát hiện ra chỗ không thích hợp, rõ ràng Nha Tử đang miệng cọp gan thỏ. Anh ta đã bị dọa cho tay run lên rồi, bản thân cũng đang cậy mạnh. Có lẽ anh ta làm như vậy là để kích thích mấy người của 303. Tôi bình tĩnh nhích tới gần Nha Tử để đề phòng anh ta bị lộ tẩy rồi bị cười nhạo. Sau đó cũng nghiêng đầu cười. Bình thường mấy người chủ nhiệm Lưu đều xử lý mấy chuyện văn phòng. Nào từng gặp những cảnh tượng thế này chứ. Xem chừng là đã bị dọa hỏng rồi. Chủ nhiệm Lưu vẫn nên mau chóng đi an ủi một chút đi. Đừng làm cấp dưới của ông mất hồn. Sắc mặt Lưu Hàn Thu không được tốt lắm. Chỉ thấy ông ta nâng cằm về phía đồ tể. Người sau ngồi xổm xuống trước đống lửa. Một đôi tay to giống như là cái quạt lá trực tiếp chùm lên cái đầu lâu, cười u ám nói, khoái đao, có phải là cậu ngủ tới ngốc rồi không? Cái thứ đồ cầm ra để gối đầu cũng có thể dọa cậu thành như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 495. Có lẽ khoái đào cũng đã có phản ứng lại, biết mình đã làm mất mặt của 303, thế là vội vàng mất bỏ mới lo làm chuồng. Trà mặt nói, còn không phải là do vừa tỉnh lại đã đối mặt với thứ như vậy sao, đúng là suối quầy mà. Đồ tể cười rồi lần lượt nhét hai ngón tay vào trong hai hốc mắt của cái đầu lâu, không thèm để ý mà nhấc lên, cũng đúng, cái thứ này rất suối quầy. Đồ tể, anh đừng động, giọng của khoái đào đã sắp lạc giọng rồi. Sắc mặt cũng càng trắng bệch hơn. Mấy người chúng tôi bên này cũng không tốt hơn chút nào. Lão Yên hít sâu một hơi, nhanh chóng có phản ứng kéo mọi người lùi lại phía sau. Sau đó bùm một tiếng, cái đầu lâu kia nổ tung trên không trung. Đồ tể còn chưa kịp phản ứng lại cũng lập tức sững sờ, ngón tay đang đút trong đầu lâu lập tức đầm đìa máu tươi. Dạ Tinh vẫn luôn khiến người ta không nhìn rõ mặt, vội vàng kéo đồ tể ra, móc ra một cái bình chắc là thuốc cầm máu đổ lên tay của đồ tể, rồi mau chóng băng bó tay anh ta thành cái bánh chưng. Cái đầu lâu bị nổ thành mảnh vụn bắn ra xung quanh, như đang nói về sự biến động này. Sao? Sao ở đây lại có thuốc nổ? Đầu lưỡi của Lưu Hàn Thu xoắn lại với nhau. Đúng vậy, vừa rồi lúc đồ tể nhấc đầu lâu lên mới phát hiện nối liền với bên dưới của cái đầu lâu lại là thuốc nổ chất lượng kém. Anh ta rút ra như vậy. Ngòi nổ bỗng nhiên va chạm với ngọn lửa vẫn chưa hoàn toàn tắt lụi, rồi cứ vậy nổ đùng một tiếng. Tôi nghi ngờ nhìn Lưu Hàn Thu một cái, sau đó nhíu mày, vẻ mặt của ông ta không giống như đang giả bộ, cũng có nghĩa là ông ta không hề biết chuyện về thuốc nổ này. Cũng đúng, nếu như là bọn họ chôn, ông ta tội gì phải ra hiệu cho đồ tể đi lên giải quyết chứ. Nhưng mà thuốc nổ này xuất hiện từ đâu, thứ này lại không giống như những thứ khác, người cổ đại không tạo ra được thứ này. Mặc dù thuốc nổ đã được phát minh từ thời nhà Tùy, nhưng hiển nhiên kiểu dáng của thuốc nổ này là kỹ thuật của hai năm gần đây, nhất định là có người đã chôn ở chỗ này. Nhưng đối phương chôn một lượng nhỏ thuốc nổ ở đây để làm gì? Đồ tể đứng ở trung tâm vụ nổ cũng chỉ bị thương một chút ở tay. Với những người chuyên liếm máu trên lưỡi dao như chúng tôi, vết thương như này chẳng đáng là gì, ngay cả nghỉ ngơi cũng chẳng cần. Vì vậy nếu như muốn hại người, thuốc nổ này không đủ liều lượng, nhiều nhất cũng chỉ là một trò đùa dai. Nhưng mà trò đùa dai như thế này có phải là hơi không bình thường không? Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Chúng tôi và người của 303 mỗi phe đứng một bên, nhìn chằm chằm vào trung tâm vụ nổ, sắc mặt đều xa sầm khó hiểu. Tiểu Thu, cô có thể nhìn ra đây là thuốc nổ gì không? Sắc mặt của Lão Yên rất xấu, bị người ta liên tục hãm hại ngay dưới mí mắt thế này. Sự nhẫn nại của ông ấy đã hoàn toàn bị dùng sạch rồi. Tôi có thể tưởng tượng được nếu như người chôn thuốc nổ này cả gan xuất hiện trước mặt ông ấy, nhất định kẻ đó sẽ bị ông ấy dùng một chưởng đập chết. Cô Thu cười khẩy một tiếng, chẳng qua là một món đồ chơi nhỏ được làm ẩu mà thôi. Tôi tiện tay cũng có thể làm ra được mấy cái. Chuyện làm tôi tò mò chính là tại sao lại chôn nó ở đây. Nếu như chúng ta nhóm lửa lệch đi một chút,
những thuốc nổ này hoàn toàn không có tác dụng gì. Có nghĩa là người này biết chúng ta nhóm lửa ở đây, cũng có nghĩa là người này ở ngay bên trong chúng ta. Cô ấy liếc nhìn mọi người một cái, ánh mắt nghi ngờ đảo qua mấy người 303 một lượt. Ha ha, vừa rồi cô đã tự nói mình tiện tay cũng có thể làm ra được thuốc nổ như này. Cô Thu, chuyện này có phải là cô nên cho chúng tôi một lời giải thích không? Trường không ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tôi mặt ủ mày trao nhìn cô Thu một cái. Thật là, dưới tình huống này còn đi khoe ra. Giờ thì hay rồi, bị nghi ngờ rồi kìa. Cô Thu còn dũng cảm hơn so với tưởng tượng của tôi. Cô ấy chẳng thèm ngước mắt lên nhìn bọn họ, nói, bà đây còn biết giết người nữa, anh có muốn xem thử không? Trường không bị cô ấy làm cho nghẹn lại, sắc mặt cũng sầm xuống, nhưng rất nhanh anh ta đã điều chỉnh về dáng vẻ cơ trí ngày thường. Nhìn chằm chằm cô Thu lạnh lùng nói, nếu như cô đã nói người đó ở ngay trong chúng ta, vậy có thể thấy mỗi một người đều có hiềm nghi, vì vậy mọi người đều phải chứng minh mình trong sạch. Điểm này sẽ không có ai dị nghị gì chứ. Lời này của anh ta chẳng có chút lực công kích nào cả, cũng không cố ý để mấy người bên phía bọn họ ở ngoài. Vì vậy dù chúng tôi có dị nghị cũng không dễ nói. Mặc dù trong chúng tôi đã không tin tưởng lẫn nhau, nhưng lúc này vấn đề giữ mặt mũi thì vẫn phải làm. Nếu không lấy nhân phẩm của Lưu Hàn Thu, đợi trở về Yến Kinh không biết sẽ đặt điều chúng tôi thành như thế nào nữa. Lão Yên chỉ lạnh lùng gật đầu một cái, hỏi bọn họ định chứng minh như thế nào. Thật ra, rất đơn giản. Hôm qua chúng ta ngủ chung một chỗ với nhau. Nửa đêm ai thức dậy hoặc có động tĩnh gì nhất định đều sẽ biết. Có khả năng đống thuốc nổ này đã được chôn xuống sau khi chúng ta ngủ. Bằng không vị trí sẽ không thể nào chuẩn như vậy được. Vì vậy, tối qua có những ai nửa đêm tỉnh dậy, tốt nhất là tự mình đứng ra. Chương 496. Trường không quét mắt nhìn mọi người ở đây một cái, lúc tới lượt tôi thì hơi dừng lại một chút, mặc dù không rõ, nhưng tôi cũng biết anh ta như vậy hẳn là đã thấy tôi thức dậy. Trong lòng tôi lập tức rõ ràng bây giờ mình giấu không được nữa. Ngay khi tôi muốn đứng ra, Nha Tử đột nhiên mở miệng nói, chuyện này cũng kỳ quái, nửa đêm mọi người đều ngủ say, sao ai có động tĩnh mấy người cũng đều biết được, mấy người thuộc họ Chuột à, nửa đêm không ngủ mà đi nhìn chằm chằm vào người khác. Với cả mấy người đã nhìn chằm chằm vào người khác như vậy, những thuốc nổ này là do ai chôn xuống, mấy người còn không biết à? Một loạt lời nói này của anh ta làm tôi tỉnh ngộ, cho dù Trường không có nhìn thấy tôi tỉnh dậy thì tất nhiên cũng không nhìn thấy toàn bộ quá trình, nếu không anh ta đã để lộ chuyện của cô Tứ ra ngoài rồi. Nha Tử nói đúng, nếu như bọn họ thật sự nhìn chằm chằm vào cả quá trình, như vậy người có hiềm nghi lớn nhất là bọn họ mới đúng. Chẳng qua khi nghĩ tới cô Tứ, trong lòng tôi lại rất thót, thật ra lời của Trường không cũng không sai. Thuốc nổ này chỉ có thể được chôn ở đây sau khi chúng tôi đã ngủ, mà người có khả năng thần không biết quỷ không hay chôn thuốc nổ ở ngay dưới mí mắt của chúng tôi. Có thể làm được chuyện này tôi cảm thấy cũng chỉ có mỗi cô Tứ. Mặc dù tôi không muốn nghi ngờ anh ấy, nhưng một khi hạt giống nghi ngờ này đã trồng xuống thì không thể nào nhổ lên được. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Nếu không, cô Tứ gọi tôi tỉnh lại chỉ nói mấy câu vô nghĩa thế kia để làm gì. Nhưng tôi vẫn không rõ, vốn anh ấy có thể không kinh động tới ai, tại sao nhất định phải gọi tôi tỉnh lại chứ? Anh ấy không thể không biết, chỉ cần việc thuốc nổ này bị lộ ra, tôi nhất định sẽ đặt nghi ngờ lên trên người anh ấy. Chẳng qua lúc này tôi không thể nói gì, bởi vì tôi không hiểu được ý của cô Tứ, không biết rốt cuộc anh ấy muốn làm gì, tùy tiện mở miệng sẽ chỉ làm chuyện này trở nên càng hỏng bét hơn thôi. Vào lúc nội tâm tôi không ngừng dao động, tôi đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Nha Tử. Trong lòng tôi đánh thịch một tiếng, đúng rồi, người khác không biết, nhưng Nha Tử lại biết tối qua tôi có tỉnh lại. Hơn nữa anh ta còn biết thời gian tôi tỉnh lại không ngắn, vậy thì liệu anh ta có hoài nghi tôi không? Vừa rồi câu nói kia cũng chỉ là đang che giấu cho tôi mà thôi. Tôi có hơi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, đương nhiên không phải là tôi chột dạ, chỉ là không dám. Tôi không sợ những người khác nghi ngờ, chỉ sợ nhất là những đồng đội đã từng đồng sinh cộng tử dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Trường An, cậu làm gì vậy? Nha Tử đột nhiên chia một câu, ông đây cũng không có thầm mến cậu, cậu xấu hổ cái gì chứ? Tôi kinh ngạc nhìn về phía anh ta, thấy trong ánh mắt của anh ta chỉ có dò hỏi, chứ không có nghi ngờ giống như trong tưởng tượng của tôi. Trái tim tôi lập tức bình tĩnh trở lại, ngay sau đó cũng nói đùa lại một câu, nói chứ, với cái dáng vẻ da mềm thịt mịn này của anh,
Nếu anh thật sự yêu thầm tôi, nói không chừng tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận. Nha Tử xì một tiếng, vô cùng ghét bỏ nhìn tôi một cái. Nói cho dù tôi đồng ý thì anh ta cũng sẽ không đồng ý. Anh ta muốn tìm một cô vợ nhỏ thơm thơm mềm mềm, chẳng thèm tên đầu gỗ giống như tôi. Tôi bị anh ta chọc cười như vậy, lo lắng trong lòng cũng được lắng xuống. Băn khoăn có phải là cô Tứ làm hay không cũng được lắng xuống. Bất kể như thế nào, nhất định là cô Tứ tự có suy nghĩ của mình. Tôi chỉ cần giả bộ như không biết gì là được. Dây dưa tới cuối cùng, đương nhiên việc rốt cuộc là ai đã chôn thuốc nổ vẫn không được giải quyết. Nghi ngờ lẫn nhau giữa chúng tôi và 303 lại càng nặng hơn. Thậm chí tới cuối cùng Lưu Hàn Thu đã không tin tưởng tuyến đường do Lão Yên chọn nữa. Lão Yên, chính ông cũng đã nói ông không nắm chắc tuyệt đối. Chúng tôi dựa vào cái gì mà đi theo tuyến đường ông đã chọn chứ? Lý do của Lưu Hàn Thu rất hùng hồn. Nhất thời chúng tôi cũng không tìm được lời thích hợp để chặn họng ông ta. Vẫn là cô Thu có tiềm chất cãi nhau với người ta nhất. Cô ấy trực tiếp phản bác lại. Úi trời! Vậy thì mấy người không đi nữa. Vừa vặn làm chúng tôi được mở mang kiến thức về bản lĩnh của 303. Xem mấy người có thể tìm được phù đồ 9 tầng hay không. Không phải là mấy người vẫn luôn cho rằng mấy người mạnh hơn chúng tôi sao? Những lời này làm mấy người Lưu Hàn Thu bên kia lập tức chấm dứt chiến tranh. Ở trong rừng sâu núi tuyết, trước đó đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tên ngốc cũng biết là đi theo chúng tôi sẽ an toàn hơn nhiều. Nếu như rời đi, lấy tố chất thân thể của bọn họ, không cần gặp phải chuyện gì, chỉ lạnh thôi cũng có thể lạnh chết người được. Lưu Trọc, tôi cảnh cáo ông một lần nữa. Nếu đã hợp tác rồi thì buông hết mấy cái suy nghĩ xấu xa trong lòng ông xuống cho ông đây. Nếu như vì mấy người mà nhiệm vụ lần này thất bại, ông đây sẽ lột da của mấy người. Lão Yên thản nhiên nói, nhưng ánh mắt đó lại làm người ta sờn cả gai óc. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 497. Cũng không biết Lưu Hàn Thu có bị Lão Yên dọa không, ông ta chỉ yếu ớt đáp lại, sau đó cúi đầu nhỏ giọng không biết đang thì thầm gì với Trường Không. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nói bọn họ đã nghĩ xong rồi, có thể đi cùng với chúng tôi, nhưng Lão Yên phải nói rõ đầu đuôi với bọn họ, rốt cuộc là đi tới lúc nào mới tới được điểm cuối. Lão Yên đang định từ chối, Lưu Hàn Thu lại mở miệng nói, ông cũng đừng từ chối vội, mỗi người chúng tôi đều vác theo có bấy nhiêu vật tư. Tiếp tục đi mãi như thế này thì rất nhanh sẽ hết gạo sạch đạn. Tốt xấu gì ông cũng phải cho chúng tôi một con số. Lý do này rất tốt. Thật ra thì không chỉ ông ta, ngay cả chúng tôi trong lòng cũng không quá nắm chắc. Mặc dù chúng tôi mang theo không ít lương khô, nhưng trong thời tiết lạnh giá như thế này thì tiêu hao cũng rất nhanh. Lương khô được chuẩn bị đã sắp ăn hết 1/3. Bây giờ nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, giai đoạn sau vật tư không đủ, quả thật cũng là một chuyện rất phiền phức. Giờ nếu như đổi thành một mùa khác, chúng tôi sẽ không sợ, dù sao ở trong núi cũng không đói chết được. Nhưng bây giờ là mùa đông, hoàn toàn không có gì để ăn, thỉnh thoảng gặp được con mồi còn không chắc chúng tôi có thể đánh lại được không. Lão Yên nhìn mấy người Lưu Hàn Thu, rồi lại nhìn chúng tôi, sau đó thở dài nói. Nói thật thì vấn đề này tôi không dám bảo đảm với mấy người chuẩn bị cho tốt đi, không ít hơn 10 ngày nửa tháng đâu. Bắt đầu từ bây giờ, nếu như dọc đường nhìn thấy cái gì có thể ăn được thì mọi người cứ ăn trước, lương khô tạm để lại, suy cho cùng phía sau, xảy ra chuyện gì mọi người đều không biết, vẫn nên có chuẩn bị mới tốt. Lời này của ông ấy có thể nói là không có chút giả vờ nào, vừa nói xong bầu không khí giữa mọi người cũng lắng xuống, tôi nhìn anh nhìn tôi, đều có cảm giác luống cuống. Được rồi, cũng đừng mang vẻ mặt đưa đám nữa, bây giờ tình huống vẫn tính là ổn. Ít nhất là không có thành viên nào thương vong. Việc này nếu như để 701 chúng ta hành động một mình, mấy ngày qua sẽ không chỉ là chút vết thương và đổ chút máu thôi đâu. Lão Yên không để ý xua tay, sau đó đạp đạp vào chỗ đống lửa, tự lẩm bẩm nói quả bom này được chôn thật kỳ lạ. Nhưng lời này còn chưa nói xong, sắc mặt của ông ấy đột nhiên cứng lại, rồi vội vàng khoác tay lên vai người đang gần ông ấy, nhất là tôi, giọng điệu cũng đã hơi thay đổi. Trường An, Trường An, cậu đỡ lấy tôi, sao tôi cảm thấy dưới chân vẫn còn có thuốc nổ vậy? Sắc mặt tôi thay đổi, vội vàng dùng sức đỡ lấy ông ấy không để ông ấy di chuyển loạn xạ nữa. Đồ tể bị nổ phần tay cho nên không ảnh hưởng tới hành động. Bây giờ nếu như chân Lão Yên bị nổ,
vậy tình hình sẽ vô cùng bất lợi với chúng tôi. Bởi vì phần bụng của tôi đã bị thương, mặc dù dựa vào tuổi trẻ lực khỏe nên vẫn có thể đi được, nhưng suy cho cùng cũng không dám có động tác gì lớn. Nếu lão Yên cũng bị thương, lực chiến đấu bên chúng tôi có thể nói là giảm một cách trầm trọng, tới lúc đó thật sự là loạn trong giặc ngoài. Lúc này không chỉ là tôi, ngay cả sắc mặt của Côn Bố cũng đã hơi biến đổi. Anh ấy lập tức quỳ một chân xuống, hai tay từ từ đào dọc theo bên chân của lão Yên, động tác chậm giống như ấp gà con. Một lúc lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì. Trường An, để tôi. Nha tử đến bên cạnh tôi, nhận lấy cánh tay đang chống lên trên người tôi của lão Yên. Lão Yên đang định nói chuyện, nha tử đã chặn lại lời ông ấy. Bụng của Trường An còn đang chảy máu. Nếu cứ tiếp tục gắng sức như này khiến ruột lòi ra ngoài thì làm sao đây? Tôi bị anh ta nói tới toát mồ hôi lạnh. Mặc dù tôi đã bị thương, lại còn đấu một trận với nhóm khổ hạnh tăng, dù đã có hơi không chịu nổi, nhưng cũng không nghiêm trọng như anh ta nói mà. Dường như nha tử nhìn ra được suy nghĩ của tôi, anh ta chừng tôi một cái, dùng giọng điệu của bậc bề trên nói, Trường An à, cậu đừng cậy mình trẻ tuổi mà coi nhẹ những chuyện này. Thường thế khi còn trẻ, đợi khi tuổi lớn rồi sẽ phản ứng ngược lại trên thân thể cậu từng chút một, có thể dưỡng được thì dưỡng cẩn thận cho tôi. Lời này của anh ta làm tôi hết đường phản bác, chỉ đành ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ hành động. Nhưng mà vừa rảnh rỗi tôi lại cảm thấy vết thương ở phần bụng càng đau hơn. Vừa rồi bởi vì khẩn trương nên tôi đã xem nhẹ cảm giác này. Bây giờ toàn bộ bắp thịt trở nên thả lỏng, lập tức đau tới đầu đầy mồ hôi lạnh. Chị Thu, chị tìm cho tôi chút việc để làm đi. Tôi thật sự không chịu nổi. Thế là quay đầu nhìn cô Thu ở bên cạnh cũng đang không có chuyện gì làm giống như tôi. Cô ấy nhún vai, cậu xem tôi giống người có chuyện cho cậu làm không? Không ổn nữa thì cậu đi qua bên cạnh nặn người Tuyết chơi đi. Tôi cạn lời nhìn cô ấy, nhưng rồi lại đột nhiên phát hiện cô ấy không nói đùa. Mặc dù cô ấy dùng giọng điệu trêu đùa, nhưng với ánh mắt đó người quen vừa nhìn đã biết là cô ấy đang nghiêm túc. Chẳng lẽ trong đống tuyết ở bên cạnh có gì sao? Chương 498. Tôi nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh. Mặt đất bị tuyết phủ không nhìn ra được một chút dấu vết gì. Nhưng cô Thu đã nói như vậy, chắc là đã phát hiện ra một vài đầu mối, thậm chí không muốn để người của 303 biết, vì vậy mới ra hiệu ngầm cho tôi một cách kỳ lạ như vậy. Tôi lập tức cười nói, chị Thu, chị có chơi cùng không? Một mình chơi đáp người tuyết không thú vị gì cả. Đi đi đi, tôi có thể giống như cậu à, muốn chơi thì tự mình đi chơi đi. Cô Thu đẩy tôi một cái. Cái tay đặt trên bả vai tôi hơi dùng chút sức, tôi lập tức biết được cảm giác của mình không sai, cô ấy thật sự có chuyện. Thế là tôi thuận thế giả bộ thành dáng vẻ rất có hứng thú, nói khi mình còn nhỏ không có ai chơi cùng, lớn thế này cũng vẫn không có ai chơi cùng, tôi vẫn tự mình chơi với mình thôi. Vừa nói, tôi cũng đi về phía lực cô Thu đẩy, tuyết bên đó không quá dày, có một vài lá cây rơi xuống nổi ở trên mặt, nhưng cho đến khi tới gần tôi cũng không nhìn ra có manh mối gì cả. Tôi chỉ đành ngồi xổm xuống rồi thật sự bốc một nắm tuyết lên nặn thành người tuyết. Khi nặn gần hết hối tuyết này, trong lòng bàn tay tôi đột nhiên cảm thấy hơi cấn. Một vật cứng cứng rơi vào lòng bàn tay tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống, trong lòng lập tức cảm thấy hoảng hốt. Đây không phải là ngọc hàm ve của cô Tứ sao? Quanh năm bên eo của cô Tứ đều đeo một chuỗi ngọc hàm ve. Đó là dấu hiệu của anh ấy. Sao lại rơi mất một viên? Thứ này là thứ tôi rất quen thuộc. Nó được lấy ra từ trong miệng của con nữ cương thi trước kia. Sau khi có được thứ này, thực lực của cô Tứ đã đạt tới đỉnh cao. Không biết về sau anh ấy có giải quyết được con cương thi nào khác không, nhưng dù sao thì anh ấy cũng không cần phải treo thêm ngọc ve nữa. Đây hẳn là thứ cô Thu nhìn thấy. Tất cả chúng tôi đều tập trung sự chú ý lên người cô Tứ, cho nên trên người anh ấy có gì tất nhiên chúng tôi đều biết rõ, đặc biệt là ngọc hàm ve, thứ tượng trưng cho thân phận và địa vị mà chúng tôi đã khắc sâu ở trong đầu. Cho nên cô Thu mới sợ người của 303 sẽ nhận ra thứ này. Lúc đó mũi giáo sẽ chĩa thẳng về phía cô Tứ ư. Tôi bình tĩnh nhét ngọc hàm ve vào trong túi. Sau đó giả vờ nặn ra một người tuyết nhỏ, cười nói vui vẻ. Chị Thu, chị xem người tuyết này có giống chị không này. Cậu cút đi, tôi mà xấu như vậy à? Cô Thu vẫn luôn chú ý đến tôi. Thấy hành động này thì khẽ gật đầu với tôi một cái, sau đó mới cười mắng. Tôi tiện đà đứng dậy, vừa nói đùa trêu chọc với cô Thu, vừa âm thầm suy nghĩ xem có phải cô Tứ đã xảy ra chuyện gì hay không.
Ngày hôm qua, anh ấy vừa nhìn thấy tôi đã liền bỏ đi, hẳn là Ngọc Hàm Ve đã rơi xuống từ lúc ấy. Không, cũng có khả năng là nó đã rơi trước khi anh ấy đánh thức tôi, chẳng lẽ anh ấy chẳng có chút cảm giác nào sao? Hơn nữa, tôi còn một điều hoài nghi, có phải anh ấy đã cố tình đánh rơi Ngọc Ve này không? Xét cho cùng, cả một chuỗi dây như thế làm sao chỉ rơi mỗi một viên xuống đất được? Tôi vẫn nhớ rõ Ngọc Hàm Ve của cô Tứ, 10 viên ngọc bện vào nhau như một loại nút dây của Trung Quốc vậy. Giải thích, nút dây Trung Quốc hay thắt dây Trung Quốc hay nút cát tường là một loại hình nghệ thuật thủ công truyền thống của Trung Quốc. Nó xuất hiện từ thời Đường và thời Tống, sau này được phổ biến rộng rãi ở thời nhà Minh. Hết giải thích. Rốt cuộc anh ấy muốn làm gì vậy? Tôi nhắm mắt lại, phân tách từng câu từng chữ anh ấy đã nói với tôi vào ngày hôm qua, cố gắng tìm ra một chút dấu vết nào đó, nhưng lại chẳng thể tìm thấy gì cả, mà càng nghĩ tôi càng cảm thấy rối như tơ vò. Cô Thu vỗ vai tôi, khẽ lắc đầu, ý bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều. Tôi cười khổ rồi gật đầu, vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của nha tử truyền đến. Ôi mẹ tôi ơi, đây là chỗ quái quỷ gì thế này? Tôi lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy Côn Bố đang đào một cái hố khoảng 20cm dọc theo bàn chân của lão Yên. Trong cái hố đó, có một cái móng vuốt chỉ còn lại xương trắng đang tóm lấy chiếc giày của lão Yên. Bởi vì nó cùng màu với tuyết trắng cho nên suýt chút nữa chúng tôi đã không chú ý tới nó. Một cái đầu lâu, một móng vuốt xương trắng, thứ được chôn dưới này hẳn là một bộ thi thể. Nhưng nếu chỉ có như thế, hẳn là sẽ không khiến nha tử phải kêu lên sợ hãi như thế. Cũng may, trên móng vuốt xương trắng này không có bom, mà nó chỉ đơn giản là vướng vào chân lão Yên mà thôi. Sắc mặt lão Yên có chút u ám. Đoán chừng chuyện ông ấy bị một thứ như vậy dọa sợ đã khiến cho bản thân lão Yên mất mặt, cho nên ông ấy vẫn luôn im lặng, không nói gì. Động tác của Côn Bố bỗng tăng tốc, sau khi đào ra một cái hố, anh ta nhanh chóng đào rộng ra bốn phía. Chẳng qua bao lâu, trước mặt anh ta đã xuất hiện một cái hố rộng khoảng 1 mét, phô bày ra đủ bộ xương lớn nhỏ khác nhau trong hố. Hiển nhiên, cái hố này còn chưa được đào hết, Côn Bố đã đứng dậy, hơi cau mày liếc nhìn xung quanh và nói: khu vực này hẳn toàn là xương trắng. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 499. Tưởng tượng đến đêm qua chúng tôi ngủ trên đống xương trắng này, tôi cảm thấy lông tơ trên người dựng ngược hết cả lên, cái lạnh theo lỗ chân lông xuyên vào cơ thể. Tứ chi và xương cốt tôi đều ớn lạnh. Mộ tập thể. Lão Yên gằn từng chữ một, không nghĩ tới nơi này ấy vậy mà có một ngôi mộ tập thể. Nói xong, ông ấy quay đầu nhìn về phía cô Thu, có chút không chắc chắn mà hỏi cô ấy, có thể biết những người này bị chôn ở đây từ khi nào hay không? Cô Thu tiến lên, quan sát một chút, những thi thể này chỉ còn lại xương trắng, với kỹ năng của tôi thì không thể phán đoán được. Họ đã chết được ít nhất 10 năm rồi. Giả Tinh vẫn luôn không buồn hé răng nửa lời đột nhiên lên tiếng, đôi mắt ẩn sâu bên dưới mái tóc đen nhánh trông thật đáng sợ, tựa hồ không phải anh ta đang nhìn những bộ xương trắng này, mà nhìn xuyên qua xương cốt để thấy được dáng vẻ họ khi còn sống. Tôi nuốt khan, không dám tiếp lời, chỉ cảm thấy Giả Tinh này mới là người đáng sợ nhất, bởi vì anh ta rất ít nói, cho nên chúng tôi gần như đều phớt lờ anh ta, mà luôn đề phòng những người khác. Nhưng nhìn thấy anh ta trong trạng thái này, tôi bỗng chợt nhận ra rằng một người cái gì cũng biết một chút mà lại nói mình không có sở trường đặc biệt gì, người đó mới là người tinh thông mọi thứ. Người như vậy mà vẫn luôn ẩn núp phía sau, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, nhất định là có mưu đồ gì đó. 10 năm ư? Lão Yên hét lên một câu, núi Cửu Hoa từ xưa tới nay đều có không ít du khách ghé thăm. Tuy nơi này là núi sâu nhưng cũng chẳng phải vùng hoang dã. Sao lại xuất hiện một ngôi mộ tập thể ở chỗ này được chứ? Không ai đáp lại câu hỏi của ông ấy, bởi không ai biết được tại sao. Đào lên hết đi. Lão Yên cũng biết câu hỏi của mình rất quái lạ, bèn trực tiếp đổi chủ đề. Ông ấy vung tay lên rồi nói: ngoại trừ tôi và đồ tể, tất cả mọi người đều bắt đầu đào bới. Mọi người đều biết ngôi mộ tập thể này rất quan trọng, cho nên lúc này họ đã bỏ qua tất cả khúc mắc trước đó để cùng nhau làm việc. Khi họ khai quật được toàn bộ ngôi mộ tập thể thì đã là buổi chiều, nhìn vào ngôi mộ tập thể rộng chừng 20 mét vuông, trong lòng chúng tôi ai cũng cảm thấy rất nặng nề.
Bên trong ngôi mộ tập thể này đều là xương trắng, nhiều bộ xương đã vỡ vụn tới nỗi không thể phân biệt được nó thuộc bộ phận nào, chỉ còn những cái đầu lâu là vẫn tồn tại một cách ngoan cường. Chúng tôi đếm thử, tổng cộng có 98 bộ xương, cộng thêm một bộ bị nổ tung trước đó, tổng cộng có 99 bộ. Phật giáo rất chú trọng về con số 99 này. Đây là... Đầu óc Nha Tử nhanh chóng xoay chuyển. Anh ta lập tức chĩa mũi giáo về Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lão Yên thẳng tay vỗ một cái vào đầu anh ta. Không được nói lung tung. Phật giáo cũng nhấn mạnh không được sát sinh đấy. Nha Tử bị mắng không còn gì để nói. Nhưng anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Nói đây là núi Cửu Hoa. Lại vừa khéo tìm được đúng 99 bộ hải cốt. Làm sao người ta lại không thấy nghi ngờ được cơ chứ? Mặc dù lời nói của anh ta không hề có chứng cứ gì, nhưng chúng tôi nghe xong cũng không khỏi cảm thấy có chút hoài nghi. Chỉ là Lão Yên vẫn không chịu tin, chỉ nói núi Cửu Hoa chính là thánh địa của Phật giáo. Sao lại có một ngôi mộ tập thể kỳ quái như vậy được? Nhất định nó không có liên quan gì đến Phật giáo, mà có người đang cố bôi nhọ danh nghĩa nhà Phật mà thôi. Lão Yên nói không sao, nhưng ai lại dám lợi dụng danh tiếng nhà Phật mà dựng nên một ngôi mộ tập thể ở đây chứ? Những thứ bên trong không đáng để xem xét kỹ lưỡng sao? Nha Tử nắm được sơ hở trong lời của Lão Yên, anh ta hào hứng nói. Lão Yên nghe anh ta nói như vậy thì ngẩn người ra. Sau đó ông ấy lập tức ngồi xổm xuống, vươn tay nhặt một cái đầu lâu lên, dùng ánh mắt sắc bén nghiên cứu. Một lúc sau ông ấy mới nói, không, không, không. Dạ Tinh nói những bộ xương này đã có từ 10 năm trước, đó là thời kỳ nào mọi người còn không rõ không? Ông ấy không nói rõ ra, nhưng chúng tôi đều biết, 10 năm trước vừa hay là thời kỳ đại vận động, cả nước rơi vào cảnh suy thoái, người ta chỉ lo quét tuyết trước cửa nhà mình, đâu ai rảnh rỗi mà quan tâm đến xương giá trên ngói nhà người khác. Trong thời kỳ đó người ta chết vì biết bao nhiêu nguyên do, nhưng đó cũng chỉ là chuyện bình thường, cho nên ngôi mộ tập thể này cũng có thể có từ thời kỳ đó. Không phải, âm thanh phản bác vang lên. Tôi kinh ngạc phát hiện ra người vừa phản bác lại lời của Lão Yên ấy thế mà lại chính là Dạ Tinh. Dạ Tinh mặt không biểu tình đi về phía trước, lắc đầu nói. Tôi nói là ít nhất 10 năm trước, nhưng không phải tất cả hải cốt ở đây đều có từ 10 năm trước. Cậu có ý gì? Lão Yên hỏi. Dạ Tinh ngồi xổm trên mặt đất, cầm một mảnh xương trắng, trầm giọng như đang tự nói với chính mình. Lớp xương trắng bên trên đúng là có từ 10 năm trước, nhưng còn những lớp bên dưới thì sao? 99 bộ xương không phải là số lượng nhỏ đâu, không thể nào cùng gom được hết trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên. Chương 500. Cho nên, những thi thể này là kết quả tích tụ lại từ bao nhiêu năm tháng? Tôi âm thầm bổ sung thêm nửa lời sau của Dạ Tinh, quả thực, đừng nói đến 99 cố thi thể, cho dù là 9 cố thi thể cũng được tính là số nhiều. 9 người chết cùng một lúc cũng đủ gây chấn động mấy chục năm rồi chứ huống chi là tận 99 người. Sắc mặt Lão Yên càng trầm hơn, yêu cầu chúng tôi lật tất cả những bộ xương ở dưới ngôi mộ tập thể này lên. Ông ấy phải xem bộ xương xuất hiện sớm nhất được ném vào đây từ khi nào. Lão Yên đã lên tiếng, mọi người đều bắt đầu làm việc, từ từ đào từng lớp xương lên. Trong chớp mắt, những mảnh xương trắng đã chất thành một đống nhỏ ở bên cạnh miệng hố. Trong hình ảnh kia khiến người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Những chiếc đầu lâu được đặt ở trên cùng, phía dưới có mấy mảnh xương tay và xương đùi, cho nên chúng tôi đào bới rất nhanh, chẳng mất bao lâu sau tất cả xương đều đã được đào ra. Dạ Tinh ngồi hẳn xuống đất, anh ta chạm vào từng chiếc đầu lâu một, mỗi lần chạm vào đầu lâu anh ta đều tự lẩm bẩm một phen, đôi khi anh ta còn dùng trán của mình chạm vào phần trán của những chiếc đầu lâu kia. Thoạt trông như anh ta đang yêu đương với những chiếc đầu lâu kia vậy, trông đặc biệt thân mật. Hành động của anh ta khiến chúng, tôi nhìn mà dựng hết cả tóc gáy, chỉ cảm thấy tên này căn bản không phải người bình thường. Trong ngành của chúng ta chẳng có mấy người bình thường. Nha Tử nhìn một màn trước mắt rồi nhún vai. Tiếp theo anh ta quay đầu nhìn về phía tôi, Trường An, chắc cậu được xem là người bình thường nhất trong số chúng ta rồi. Trên đầu tôi xuất hiện đầy vạch đen. Có nghĩ thế nào tôi cũng chẳng thấy anh ta đang khen mình, vì thế đành ngậm miệng, yên lặng nhìn Dạ Tinh. Tôi thấy Dạ Tinh xếp 98 cái đầu lâu thành một hàng thẳng, sau đó anh ta mới chạm vào những mảnh xương còn lại. Lần này tốc độ của anh ta nhanh hơn nhiều, nhưng thoạt trông vẫn rất kỳ quái. Nhưng thể anh ta không phải đang đối mặt với vật chết, mà là sinh vật sống. Thời gian trôi qua từng phút từng giây,
Hai tiếng đồng hồ sau khi sắc trời lại lần nữa từ từ chuyển tối, những bộ xương gần như đã được dạ tinh sắp xếp xong, trông gọn gàng như chưa từng bị phá hủy. Bộ xương sớm nhất đã có lịch sử hơn ngàn năm rồi. Dạ tinh lên tiếng, mọi người nhìn xem, xương cốt tương ứng với thi thể này đã biến mất theo dòng năm tháng. Thứ còn lại duy nhất chính là cái đầu lâu cứng rắn này. Hơn một ngàn năm, trong nháy mắt, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Nhà Đường cũng đã tồn tại được hơn ngàn năm trước, chẳng lẽ thi thể này xuất phát từ triều đại ấy? Tôi còn chưa kịp nghĩ xong, Dạ Tinh đã tiếp tục nói, dựa theo mức độ phân hủy của xương, mỗi bộ xương ở đây đều xuất hiện cách nhau 10 năm. Hơn nữa, còn rất có quy luật là có người cố ý tạo ra. Tim tôi đập thình thịch, cứ 10 năm lại xuất hiện thêm một bộ. Ở đây có 99 cỗ thi thể, như vậy tổng cộng cũng gần ngàn năm. Địa Tạng Vương Bồ Tát viên tịch vào năm 794 sau công nguyên, tức là cách đây gần 1.000 năm. Nói cách khác, sau khi Địa Tạng Vương Bồ Tát viên tịch, cứ mỗi 10 năm lại có người đem một cỗ thi thể ném xuống chỗ này. Mà dựa theo lời của Dạ Tinh, cỗ thi thể xuất hiện gần nhất cũng từ 10 năm trước. Nói như vậy có phải là có một cỗ thi thể nữa chuẩn bị được đem tới đây hay không? Tôi kinh hãi nhìn về phía Lão Yên, ông ấy cũng đang nhìn về phía tôi. Trong mắt ông ấy cũng tràn ngập sự sợ hãi giống như tôi. Đúng lúc này, Nha Tử đột nhiên nói, Lão Yên, có phải Địa Tạng Vương Bồ Tát viên tịch vào năm 99 tuổi không? 99 tuổi 99 cỗ thi thể, điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Rốt cuộc là người nào? Không, phải nói là thế lực nào vẫn làm đi làm lại một việc trong suốt gần 1.000 năm kể từ khi Địa Tạng Vương Bồ Tát viên tịch. Đây là hành vi để truy điệu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hay là để báng bổ ngài? Phật giáo không sát sinh, nếu thật sự thờ phụng Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhất định bọn chúng sẽ không dùng phương thức này để truy điệu ngài, cho nên thế lực kia chắc hẳn đang báng bổ ngài. Lão Yên, tôi khẽ gọi một câu. Lão Yên cười khổ một tiếng, tôi biết cậu muốn nói gì, tuy nhiên, ai mà biết đây có phải sự trùng hợp hay không? Cho dù không phải là trùng hợp, cũng đã có 99 thi thể rồi, liệu bọn chúng có còn tới đây nữa hay không? Chẳng ai biết được. Sẽ tới. Dạ Tinh đột nhiên nói. Anh ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt giống như sương mù của anh ta hiếm khi mới được lộ ra ngoài. Những bộ hài cốt này không giống như được mai táng tại đây, mà giống như được người khác cố ý đưa tới. Sau khi chết xương cốt còn bị người ta hủy thành từng mảnh nhỏ. Đây là một cách trả thù. Trả thù ư? Tôi bối rối hỏi một câu. Dạ Tinh cúi đầu, nhìn chăm chăm vào đống xương cốt, rồi chậm rãi gật đầu. Không sai, chính là trả thù, dùng cách phá hỏng những thi thể này để báng bổ Địa Tạng Vương Bồ Tát, chính là một cách trả thù với ngài ấy. Bởi Địa Tạng Vương Bồ Tát có một câu rất nổi tiếng, địa ngục chưa trống không, thể không thành Phật, mà những bộ thi thể này tượng trưng cho địa ngục. Thế lực kia đã dựng lên một ngôi mộ tập thể ở đây, là muốn châm chọc Địa Tạng Vương, cho dù Phật Đà đã viên tịch, nhưng bọn chúng vẫn không muốn buông tha cho ngài. Các bạn vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.